Ơi 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 ơi, đứng lên. Ơi dắt cà cầm cầm. Ơi ơi ơi, trời nổi gió rồi. Ôi đẹp nha. Hàng cho lấy một xác, cái mặt nó kỳ kỳ. Cái mặt nó hơi tối. Thôi nè, thôi nè. Hello. Xin chào mọi người, Thiên Ân đang ở, để em nói lại nha, rừng dừa bảy mẫu đúng không chị? Rừng dừa bảy mẫu ở Hội An. Đây là một nhánh sông chảy ra sông Thu Bồn, đúng không? Đúng. Clip gì chị? Ý là kiểu sai rồi phải tắt đi mình làm lại. Nắng quá, đi rút dâu mà nắng quá, trời nắng luôn. Không thấy cô dâu chú rể đó hết trơn. Hoặc ngoài Hà Nội đang 15 độ. Hôm qua chị có đi ra. Thấy 15 độ nè, bung dù. Ở chuyên nghiệp không? Có dù mà. Nè. Về đỡ nắng hơn nè. Chị ơi, chị ngồi xuống em che chung cho. Có nắng hả chị? Mình cũng thích nắng láo, chị quá, tối mới xu. Mình ra sống của môn á. Nắng quá à. Nhưng mà đẹp nha mọi người. Mọi người muốn uống dừa nước không? Uống coconut không? Cái này là sông Sài Gòn. Đây nè. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến sông Sài Gòn rồi. Yeah. Đây là kênh truyền hình. Đây là kênh truyền hình trực tiếp phát sóng tại Instagram của tôi. Thưa mọi người, tụi mình đang trôi dạt. Tụi mình đang đi trên sông Sài Gòn, sẽ đi qua từng vùng, từng địa phương. Đầu tiên là chúng ta đang ở Hội An. Không có, không cầm cái dù, nó bung bung nẹp chị bé ơi. Đang livestream hả? Đang livestream. Hi Mai. Hi mọi người, có anh ăn hả? Hello mọi người. Đấy, nè cái chuồng chuồng nè. Mọi người ơi, vô trên Instagram này hãy về follow mình nha. Trời gì vậy, đi không skip. Con này bỏ qua. Mọi người muốn theo dõi các celeb thì mọi người theo dõi kênh Instagram của ai nãy nói lần đó, cái gì cô lại. Đó, đây là các anh phóng viên đang chỉ máy, mình chỉ máy lại. Mình bắn súng, tập sự rồi đó. Ê, lúc giờ hỏi cái bắn súng nha. Gì? Tôi đam mê lắm, tôi bắn không được. Bắn được không? Không. Vậy? Trời ơi, em phải nói vậy chứ. Dạ, bắn được hay không mà trời con mới biết đúng rồi. Có gì? Anh kia đẹp trai quá, không biết có bạn trai chưa ạ? À? Ủa alo, đã Hải, em trả lời đi bé. Có bạn trai chưa? Có bạn trai. À, anh Khoa phải không? Có bạn là con trai. Rồi sao không kêu em ta? Quay dưới nước đi bà. Không có sao, em bảo hiểm nó rồi. Ủa nhưng mà xem chưa? Tìm nó. Hả? Xem tìm nó. Tìm nó là tìm gì chị? Xem tìm nó được. Em lặn. Em lặn, em biết lặn mà. Người ta là ấy mà chị. Được đào tạo rồi, trời ơi. Bơi đua với thuyền của chế Châu đi. Chị Châu ơi, đua thuyền không? Sao chị đi giống tôm ấy, đi giật lùi. Đó, chào chuyện chào thuyền chuyên nghiệp chưa mọi người? Tôi thấy hình dáng của một cô gái. Đó. Đang ra sức để chèo, ra sức để chèo thuyền. Tính ra Châu cũng là một cô gái miền Tây nguyên. À, hiểu chưa? Đọc bảy hằng đẳng thức đi chị. A bình cộng B bình. Quay đầu lại không anh? À, cũng với tất cả bình. À dạ, quê không nhớ rồi. Á cô đang đi thuyền ấy, kêu đọc hàng đẳng thức. Ở đâu vậy chị? Thiên Ngân đang ở rừng dừa bảy mẫu ở Hội An. Khách chị lặn dưới sông 7 ngày 7 đêm thì trả lời đi. Ơi, ủa đi đâu đây? Ủa? Trời ơi. Trời ơi, đâu vậy? Em đi đám cưới. Đám cưới con của để diễn nè mọi người, nhưng mà diễn có cần một người ngồi trên đá phụ không ạ? Sắp sắp sắp. Để anh quay một mình, anh đã chập rồi. Có em nào ưng qua? Có, bạn kia thích lắm. Ok chưa? Ok chưa nè? À.
luyện tiền đình thì sẽ không chóng mặt đâu. Quay quen rồi. Trời ơi, biết sao không? Tiền đình không có nhắc. Ha, chị Võ Hoàng Yến, anh thách chị lên cái thuyền này. Chị Yến ơi. Chị Yến ơi. Em nghĩ cho lên cái này ok nè chị. Em thấy ổn á. Thôi, lên cái đó xây xong là không thấy đường luôn á, mọi người không sợ. Ừ, biết chưa, biết chưa. Chị Mai nhảy với ta ơi. Chị Mai nhảy ok. Trời ơi, gì đi em. Okay. Ở đó có cá sấu không chị? Ở đây không có cá sấu nha, ở đây có cá ăn thịt người á. Ở đây không có cá sấu, ở đây chỉ có cá ăn thịt người thôi. Thôi em đâu, trải nghiệm không? Chị Mai. Chị lên kìa. Ai ai cắp kèo chị rủ lên chung đi. Ê, không có cắp. Không có cắp. Mệt không anh? Mệt chứ. Mệt thôi anh còn lắc thêm em. Không có gì đâu. Mệt chứ. Đang chị xoay cái xuồng, chị đang ngồi. Thôi mọi người. Nè chị anh nha. Chị Mai lên, chị Mai lên. Tại vì ảnh kêu là hỗ trợ ảnh đi để anh biểu diễn. Ok đồng chí. Mệt. Thôi. Đồng chí ơi nghiêng thuyền quá đồng chí ơi. Hai người lực á. Hai người không có nên đâu. Nặng lắm. Ủa hả em đang live ở đâu vậy? Em đâu live đâu đúng không? Cố lên. Thôi em lên mọi người ơi. Mọi người khoái con lên lắm. Wow, hai người lên nha mọi người. Trời lên chị Như luôn. Khen ơi. Quậy dữ vậy. Quay. Mai ơi chị Thiền hả Mai? Tắm nghe. Anh cần dù không? À, nhìn giống con cá sấu nè mọi người, thấy nó đang trôi. Chứ không phải cá sấu. Đó là cái cộng gì. Thông cảm hay tưởng tượng. Chị sợ lắm. Chị xỉu, chị ói hết chết mới ăn xong. Mọi người ơi, ai muốn mọi người nên trải nghiệm nha mọi người. Nó tới cái tour du lịch này thì mọi người nên trải nghiệm rừng dừa bảy màu. Rất là thú vị, rất là vui. Nghĩ là an toàn á, không có sao đâu. Tại vì cái sông mà nó cũng có con cỡ mét à. Con không có chơi được mọi người ơi. Bao nhiêu người xem chị? 1.200 à. 5.000 người xem chị ăn bơi nha mọi người. Ác quá vậy bé. Không có bơi được mà. Ăn bệnh xong rồi. Kìa. Như ơi ổn không chị? Trời hết rồi, Như thích cảm giác mạnh mọi người ơi. Như thích cảm giác mạnh. Trời ơi. Nếu như mà cái này mà có chị Yến thì ơn với chị Yến sẽ lên. Bạn nào không có chị Yến thì không lên nha. Ok. Dục cây dù xuống sông đi. Mấy bạn bạn có những câu nói cười xỉu. Tắt like cho em học đi chị. Thôi
À chị Phương. Ân không linh, Ân không linh thúng nè. Chị Châu không linh thúng nè, vậy ai linh thúng? Chị Phương. Lên đi chị Phương. Lên đi chị Phương. Lên đi chị. Có gì đâu, vui mà. Cái này nó sẽ khó đổ được. Nó khó té, nó khó khó. Nó khó tiền thiên lòng không hả ha. Hồi khôi. Sao? Ồ, này có ri mét. Rồi cho anh. Đàn ông đó. Thì cạo. สวัสดีค่ะพี่ชามพี่ชามสบายดีไหมคะเอ้ยWhat time you, when you come to Vietnam? Thôi. Dữ vậy? Dữ vậy sao? Mở ba lát rồi cải lương rồi đi nhanh lên. Chị ơi, đánh cho em còn 2 năm 700 ngàn không bao. Em đánh em đánh cái gì vậy? Dạy em tiếng Thái đi chị. Kích thường mạc lời kha. Ở dưới đó có cá mập không chị? Chị nói rồi đây không có cá mập, có cá ăn thịt người thôi. Nắng rồi, cái cây dù càng ngày nó càng thấp rồi đó. Nhìn cái nón rồi. Chị gom tiền hủi chị Thư chưa? Chị Thư hả? Bây giờ cái dây hủi chị Thư là nó lên nó mấy dây rồi. Ân thấy mọi người, mấy bạn người đang rất là zoom để cho mọi người coi. Đây là hai giám khảo của Miss International. Có lên. Bi ơi, ở gì lộn Châu ơi, đừng sợ. Châu đang nghỉ. Châu đang niệm. Thiên Quang sẽ chơi ở đây có dừa ngon quá à. Muốn uống dừa, muốn ăn dừa. Em đi. Hả? Hết pin rồi. Em không có đem cục sạc. Có đem cục sạc không? Không, không, không. Chốt rồi giờ sao? Hết pin rồi. Bye bye mọi người. Nha, đi con tắt live đây tại vì điện thoại nó hết pin rồi, trừ pin nó còn đi rút dâu về nữa đó. See you. Em ơi. Thôi. Trời
con ghê chưa tắt like. Con nói là con được phê. Con đây là con cào cào, con cháu cháu à. Đấy là con gái. À con nạn gái phải không? Con được á. Nạn trai. Ê nè đi rút dâu nè, cô dâu chú rể nè. Đây là con dâu chú rể, nãy giờ mình nói nè mọi người. Á à, gì ác à. Nó cái đâu ác rồi. Con gái rồi. Dạ vợ đi ô lên cho bé bước làm gái. Dạ. Ê hộp hộp cái này xuống chị. Đây là ê, trời, Mai ơi mỗi lần chị bước. Rồi em xuống cái thiền luôn. Em bể bóng với chị luôn á, thiệt á. Rồi gọi cái đó xuống. Ê cái này cạn mà không mọi người. Cạn. Phê không em? Ủa. Rồi, không cái lần thứ hai anh đúng tao quýt luôn á. Rồi. Khoan từ từ cầm chị coi, cầm chị. Cầm chị nè. Đây nè. Cho mọi người coi con dâu chú rể trước mới tắt được. Đây này giờ đây. Con cái con thì con đực ra mày. Con này con đực phải không? Con này con cái thì chú rể thì con dâu nè. Móc móc vào móc vào. Ôi gì bay đây vậy má? Con gái mà. Con được. Con này con cái nè. Ồ. Nè 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 nè. Móc qua móc qua. Ui. Trời ơi, con tắt lại đi má. Cái nhiều má. Không biết tắt lại. Gì không biết tắt lại. Ekip tắt tắt. Tao không chào mọi người hả? Tạm biệt mọi người, có chào mọi người mà. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Ô la la. Bye. Bye.